bốn người mà. Không phải. Hả? Tao đâu 6 thằng. Mày cài à? Hai tên sông chạy loạn toàn loạn không biết đường nào. Bốn anh em. Tiếp tục thông tin về kết quả khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 ở xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tua của huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự giúp sức của nhân dân, lực lượng công an các cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hơn 5 ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và lực lượng Công an Đắk Lắk đã vào cuộc mạnh mẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh nhanh, tích cực ngày đêm điều tra, đấu tranh trên tinh thần quyết tâm cao độ, phải truy bắt hết tất cả các đối tượng, làm rõ toàn bộ nguyên nhân, động cơ, mục đích, diễn biến tính chất, mức độ, hành vi của từng đối tượng, làm căn cứ để khởi tố, chuyển truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Được sự giúp đỡ tích cực của nhân dân, đến 7 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2023, lực lượng công an đã bắt tạm giữ hơn 60 đối tượng, vận động đầu thú 6 đối tượng và triệu tập làm việc với một số người nghi vấn liên quan. Bước đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự 30 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Tang vật chứng bước đầu thu giữ gồm 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 điện thoại di động, thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng cứ khác chứng minh rõ ràng đây là một nhóm có tổ chức, bàn bạc phân công cụ thể với nhiều hoạt động, hành vi đặc biệt nguy hiểm, trong đó có 4 chiếc điện thoại di động, chúng đem chôn giấu dưới đất 3 chiếc và đốt 1 chiếc. Đến nay, các đối tượng nguy hiểm nhất cũng đã thú nhận những hành vi manh động, tàn ác, man rợ của mình. Đây là lời của tên Y Tim Nie, kẻ dẫn đầu nhóm tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và giết người dân đang đi trên đường rạng sáng 11 tháng 6 năm 2023. Tôi là người đầu tiên nổ súng. Tất cả anh em của chúng tôi đã bắn hết công an xã bên đó. Sau đó có mấy đứa anh em của chúng tôi lấy cái bom xăng ném chỗ sở ủy ban, đốt hết cái chỗ đập bên đó. Sau đó cả anh em tôi lên xe về để hỗ trợ chỗ nhóm của Amagru. Gần đường quốc lộ có một chiếc xe vận tải, có một người mà ông đó là không chịu nhường đường, là em lấy con dao em bị đâm 4 phát chết ở đó luôn. Có hai anh em chúng tôi đã lôi xác chỗ đông mường, sau đó anh em chúng tôi phải rút bên đó đi về hỗ trợ chỗ nhóm của Amagru. Sau đó có một xe tải lớn chạy ra tới chỗ chúng tôi. Nên chúng tôi nói cái tài xế đó phải dừng xe, cản đường này lại. Tài xế lùi xe. Có một người đàn em của tôi lại bấm xăng. Xe nó đốt luôn. Tôi thấy việc làm của tất cả anh em của chúng tôi quá sai. Nên tôi khuyên anh em, ai đang đi trốn phải ra đầu thú. Còn đây là lời của Idia Kabua ở Buôn Kabua, xã Chi Păng, huyện Cờ Đông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Hắn cũng là một trong số đối tượng rất manh động, tàn ác khi gây án tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và cũng giết một người lái xe chở hàng đang trên đường đi. Khi đi chúng tôi mang súng AK, R, CKC, súng hơi, VPC, lưu đạn, rồi bom xăng vào video, rồi chúng tôi đi đánh chiếm xã Ea Tiêu. Khi đến qua phòng công an đập kính rồi mở cửa, chúng tôi bắn một anh công an, một anh ra ngoài đánh trước rồi bắn cùng hai người đó chết hết luôn. Sau khi bắn mấy anh công an rồi đột phá phòng bên cạnh, đánh phá hết, đập cửa đột hết. Rồi khi về đến cổng xã Ea Cờ Tua, thấy xe điện máy xanh, chúng tôi bắn luôn ông lái xe rồi chết luôn. Với sự vào cuộc quyết liệt, điều tra truy bắt, đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng công an các cấp, đến nay những đối tượng hung hăng, manh động, tàn ác nhất cũng đã cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Và một phiên tòa với những bản án nghiêm minh nhất đang chờ đợi chúng trong một ngày gần đây.